Vâng, hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 18 tháng 7 năm 2019. Quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khách hàng một ngôi lục bình. Một cái 6 chúng tôi đã hoàn thiện rồi, bây giờ đang chuẩn bị để vận chuyển đến nhà khách hàng. Đôi này có kích thước là 1m6, chất liệu gỗ xà cừ. Hàng đã hoàn thiện bóng rồi. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806, website đồ gỗ Tùng Tám .com, địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ở bên trong kia là một chiếc giường hoang đế, chúng tôi cũng đang chuẩn bị để vận chuyển đến khách hàng ở thị trấn Yên Lạc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.